đang xem live ạ. Các chị ơi chia sẻ bài giúp em nhá. Hôm nay em xả đồng giá 99k 2 cái này. Các chị yêu chia sẻ bài giúp em nhá. Chia sẻ giúp em một lần lên trang cá nhân và hai lần lên các hội nhóm. Em chỉ xả một tiếng buổi trưa thôi ạ. Em chỉ xả duy nhất một tiếng buổi trưa nhá. Em chào tất cả các chị mới vào ạ. Các chị ơi chia sẻ like giúp em, hôm nay em xả đồng giá 99k 2 cái hết nhá. Các chị yêu chia sẻ like và cho em xin một chấm tương tác nhá. Chia sẻ like và cho em xin một chấm tương tác lại không bị ẩn comment này. Các chị chia sẻ like và cho em xin một chấm tương tác lại không bị ẩn comment nhá. Hôm nay em xả hết đồng giá 99k 2 cái nhá các chị yêu nhá. Xả hết đồng giá 99k 2 cái. Hai cái tùy chọn nhá. Áo váy các chị tùy chọn, xả hết đồng giá 99k 2 cái ạ. Tất cả là hàng Quảng Châu nhá các chị nhá. Hàng Quảng Châu new nhá. Xả hết đồng giá 99k 2 cái thôi ạ. Các chị yêu chia sẻ like giúp em nhá. Chia sẻ like giúp em rồi em sẽ like luôn nhá. Chia sẻ like và cho em xin một chấm ạ. Các chị đang xem cho em xin một chấm nhá. Em chào tất cả các chị mới vào ạ. Các chị mới vào cho em xin một chấm tương tác và cho em xin một like, cho em xin một nút chia sẻ nhá. Hôm nay xả tất cả đều là hàng mới nhưng em sẽ xả hết luôn 99k 2 cái. Xả hết để nhập đồ đông nhá các chị yêu nhá. Xả hết để nhập đồ đông ạ. Các chị yêu đang xem chia sẻ bài giúp em đi. Chia sẻ lên đến 40 người xem em tặng một đôi giày, đôi dép này nhá. Chia sẻ lên 40 người xem tặng một đôi dép này. Thôi 30 người xem thôi, lên 30 người xem tặng một đôi dép nhá. Các chị yêu chia sẻ bài giúp em, lên 30 người xem tặng một đôi dép này. Để đâu rồi? Lên 30 người xem tặng một đôi dép nhá. Hôm nay em xả hết đồng giá 99k 2 cái. Đồng giá 99k nhá. Các chị yêu nó đang xem cho em xin một chấm với ạ. Cho em xin một chấm tương tác nhá. Các chị cho em xin một chấm ạ. Xả hết 99k 2 cái. Tất cả đều là hàng new nhá các chị yêu nhá. Tất cả đều là hàng new, hàng Quảng Châu nhá. Chất cực kỳ mềm mịn, cực kỳ dày dặn nhá. Hàng bao chất luôn ạ. Hàng thêu, các chị xem chất thêu này. Xem thêu này. Các chị đang xem cho em xin một chấm với ạ. Các chị đang xem cho em xin một chấm nhá. Hôm nay em xả tất cả đồng giá 99k 2 cái, 220k 5 cái ạ. Tùy chọn mẫu nhá các chị yêu nhá. Em chỉ ship đơn từ 2 cái thôi nhá. Ship đơn từ 2 cái nhá. Áo đầu tiên này, áo đen thêu nhá. Các chị tiếp tục chia sẻ like cho em nhá. Em bán luôn cho nhanh nhá, tại vì em chỉ sale có 1 tiếng thôi. Áo đen thêu nhá. Cho giúp em mã đen thêu áo này 50 cân đủ lại mặc được nhá. Size S nhưng mà co giãn nhẹ là 50 cân đủ lại mặc được. Chị đồng lấy áo này cho giúp em mã đen thêu nhá. Mã đen thêu ạ. Xả đồng giá 99k 2 cái nhá các chị yêu nhá. Đồng giá 99k 2 cái. Mã đen thêu chị nào lấy cho giúp em nhá. Áo trắng này, áo trắng tay dài cổ ngọc nhá. Thun Quảng Châu này, áo trắng tay dài cổ ngọc chốt giúp em mã trắng ngọc nhá. Trắng ngọc này. Mỗi mẫu em chỉ có một cái thôi nên chị yêu nào thích mẫu nào thì chốt nhá. Mỗi mẫu em chỉ có đúng một cái thôi, không có nhiều đâu. Một cái chân váy cá này. Chân váy cá nhá, đính kim sa này. Hàng co giãn nhẹ nhá. 52 cân đổ lại mặc được nhá, 52 53 cân ạ. Cho giúp em mã CV cá nhá. Các chị yêu ơi chia sẻ like giúp em với ạ. Chia sẻ like để em xả này. Chân váy trắng này. Chân váy trắng nhá, tất cả đều đồng giá 99k trên 2 cái bất kỳ tùy chọn mẫu nhá. 99k 2 cái. Quần giả váy nhá các chị nhá. Chất kaki dày ạ. Cho em CV trắng nhá. CV trắng thì em chỉ còn 2 cái. Một cái áo cổ lọ này các chị này. Một áo cổ lọ nhá. Áo giữ nhiệt cổ lọ tay dài này. Form này 53, 54 cân đổ lại mặc được nhá. Tại vì là hàng co giãn này. Quảng Châu nhá các chị nhá. Hàng Quảng Châu 99k 2 cái bất kỳ tùy chọn mẫu nhá. Chị nào lấy áo này cho giúp em mã cổ lọ nhá. Áo cổ lọ này em còn 3 cái thôi ạ. Cho giúp em mã cổ lọ nhá. Còn 3 cái. Hàng mới nhá các chị yêu nhá. Chốt giúp em mã cổ lọ ạ. Em chào tất cả các chị đang xem nhá. Các chị mới vào cho em xin một chấm nhá. Cho em xin một chấm để tương tác không bị ẩn comment nhá. Hầu như mỗi mẫu chỉ có một cái thôi. Một vài mẫu là em còn có hai hoặc ba cái gì đấy. Nên là các chị yêu thích mẫu nào thì chốt nhanh nhá. Chân váy sọc size M này.
50-52 cân đủ loại mặc được nhá. Chân váy sọc size M, tùy thuộc vào eo của các chị nhá. Sọc nhá, có quần lót trong này. Có quần lót trong nhá các chị yêu nhá. Cho giúp em mã CV sọc này. CV sọc này còn 2 cái cho hai chị nhanh tay nhất thôi nhá. Em sẽ xả đồng giá 99k 2 cái ạ. Đồng giá 99k 2 cái. Em còn tổng khoảng 30 cái, chị nào mà lấy xỉ thì em để giá 40 nhá. Chị nào lấy hết thì em sẽ để giá 40 nhá. Còn lấy từ 10 cái đổ lên em lấy giá 45. Chị nào lấy hết em sẽ tặng một váy công chúa nhá. Tặng một váy công chúa màu trắng rất là xinh. Chị nào lấy hết khoảng 30 cái thì em để giá 40 nhá. Và tặng váy công chúa và hỗ trợ ship nhá. Áo thô đũi này các chị yêu này. Áo thô đũi hình cô gái này. Chân ren này. Tay áo đi ren này. Hình cô gái nhá. Áo này 60 cân đủ lại mặc được nhá các chị yêu nhá. Chất đũi áo này mặc đi làm được nhá. Chút giúp em mã cô gái ạ. Còn một cái thôi nhá. Hôm nay xả hết đồng giá 99k 2 cái. Xả hết luôn đồng giá 99k 2 cái nhá. Các chị ơi chia sẻ bài giúp em để em tặng giày nhá. Chia sẻ bài để em thuê em tặng dép nhá, tặng dép tặng giày nhá. Một cái áo phông Quảng Châu nữa này. Phông nhá. Tay là có ôm như này nhá, tay ôm này, tay bo này. Phông kẻ áo này 55-56 cân đủ loại mặc được nhá. Chất cực kỳ mềm mịn này. Hàng co giãn. Chút giúp em. Đây chỗ này là tắc hoa thêu này. Kim sa thêu vàng nhá. Chút giúp em mã trắng thêu đi. Trắng thêu ạ. Áo trắng này em còn 2 cái. Còn 2 cái thôi nhá các chị yêu nhá. Áo trắng này còn 2 cái thôi ạ. Một set này, một set váy body. Một set váy body nhá các chị nhá. Set váy body này 60-62 cân đổ lại mặc được nhá. Kèm theo một tùng ren này. Kèm theo một tùng ren này có thể mặc tùng ren đen nhá. Tùng ren đen 2 tầng 2 lớp. Mặc kèm với váy như này cũng được mà mặc nguyên váy body này không cũng được nhá. Hoặc tùng ren này kết hợp với những cái quần hoặc váy khác màu đen đều được nhá. Một set này em cũng xả luôn 50k thôi này. Xả luôn 50k nhá. Combo 99k 2 cái ạ. Em chỉ ship đơn từ 2 cái thôi nhá. Cái set set này có. Sao set này còn 3 set này? Set này còn 3 set màu trắng và một set màu đen nhá. Một set váy body màu đen nhá. Còn chân váy ren thì đều là ren đen hết ạ. Set này em còn 3 set nhá. Em xả luôn. Của một chị hôm qua nhưng mà đặt hàng nhưng mà không liên lạc được này. Xả luôn ạ. Áo phông cổ tim nhá. Áo phông cổ tim này. Cổ tim giúp em mã áo sọc nhá. Áo sọc ạ. Áo thì 52 cân đủ lại mặc được nhá. Chân váy dạ này. Chân váy dạ mỏng có lót trong nhá. Chân váy dạ mỏng có lót trong này. Váy dạ này cũng xả nhá. Chúc em đã CV dạ. Em xả đồng giá hết nhá các chị nhá. Một set rất là xinh. Một cái chân váy họa tiết này. Một chân váy họa tiết đằng sau có chun có khóa như này nhá. 53-54 cân đủ loại mặt được này. Bên trong có lót trong nhá. Em sẽ like nhanh các mẫu. Chị nào thích mẫu nào thì lát nữa sẽ comment lại hoặc là inbox lại cho em nhé. Thì em sẽ đi hàng luôn ạ. Em like nhanh các mẫu thôi. Còn rất là ít. Còn khoảng còn ít mẫu thôi, không có nhiều đâu ạ. Một cái chân váy bi này. Chân váy ôm này, chân váy bi nhá. 50 cân đổ lại nhá. Chút CV bi ạ. Cân đủ lại thôi nhá. Mỗi mẫu còn vài cái thôi. Một áo 70-72 cân đủ lại mặc được này. Áo phông rộng nhá. Bên dưới là có chữ như này này.
70 72 cân đổ lại mặc được nhá. Chốt giúp em CV sọc. CV sọc to nhá. Còn hai cái ạ. Đầm nhá. Một cái đầm thằng thiết kế này. Một cái đầm thiết kế mặc đi ăn cưới được nhá. Chân dưới là bo nhá. Bên trong có rất nhiều lớp lót để tạo độ phồng nhá. Váy đỏ này thì xả 80 nhá. Váy đỏ còn hai cái xả 80 nhá. Phông trắng form này 62 cân đổ lại mặc được tay bèo nhá. 62 cân đổ lại mặc được tay bèo này. Chốt giúp em mã tay bèo nhá. Áo trắng còn một cái ạ. Phông đen nhá. Phông đen họa tiết này còn hai cái. 53 54 cân đổ lại mặc được nhá, còn hai cái ạ. Chị Phương Phiêu ơi, chân váy em có nhá, em có mấy cái chân váy thôi, chị chờ một chút em like các mẫu chân váy nhá. Còn có mấy cái thôi. Một cái quần này là quần quần ống rộng nhá, quần ống rộng dáng gần tầm váy nhá, quần ống rộng ống xòe này. Đây là hàng họa tiết thổ cẩm nhá. Họa tiết thổ cẩm này là thêu kim sa vàng nhá các chị nhá, thêu kim sa vàng đằng sau có khóa nhá. Eo 70 đổ lại mặc được nhá. Có hai túi hai bên, túi rất là rộng để điện thoại thoải mái nhá. Quần kim sa này còn một cái ạ. Quần kim sa này còn một cái thôi nhá. Đây ạ. Chân váy là một, đây là một cái chân váy trắng nhá. 48 50 cân đổ lại nhá. 48 50 cân. Chất kaki dày nhá. Quần giả váy này, đằng sau vẫn là dáng váy mặc đi làm được nhá. Màu trắng này còn hai cái ạ. Chút giúp em CV trắng nhá. Còn hai cái thôi. Cái này là chân váy sọc nhá. Chân váy sọc có lót trong luôn này. Có lót trong này. Size M nhá. Chút giúp em CV sọc ạ. Cũng còn hai cái. CV sọc này. Một áo phông nhá. Một áo phông này 55 56 cân đổ lại mặc được, mặc cười nhá. Còn hai cái ạ. Mặc làm áo đôi được nhá. Còn hai cái màu đen thôi ạ. Còn đúng hai cái màu đen nhá. Một cái váy nhũ này. Một cái váy nhũ cổ cao tay cánh rơi nhá. Váy nhũ cổ cao tay cánh rơi ạ. Xả luôn 70k nhá. Xả luôn 70k váy nhũ này. Váy này mặc xong rồi đi bốt vào rất là xinh nhá. Còn một cái duy nhất váy nhũ nên xả luôn 70k. Hàng nhũ này là hàng nhũ dày nhá. Nhũ dày nhá các chị nhá. Chân váy bi này. Chân váy bi đằng sau có kéo khóa nhá. Chân váy bi có kéo khóa. Váy này 50 cân đủ lại được, mặc được nhá. 50 cân từ chiều cao đấy nhá. Chân váy họa tiết này. Chân váy họa tiết này. Có chun nhá. 54, 55 cân đủ lại mặc được. Có quần lót trong. Mặc với áo trắng rất là xinh nhá. Phối với áo trắng là đẹp nhá. Váy phối với áo trắng là rất đẹp nhá các chị nhá. Một cái chân váy, một cái chân váy xòe, chân váy chân cá, chân váy cá đính kim sa này. Chân váy cá đính kim sa nhá. Mẫu chân váy em chỉ còn từng đấy cái thôi ạ.
Các chị nào muốn xem, muốn mua cái gì thì cứ inbox cho em nhá. Em để lại ấy ạ. Em để lại like ạ. Chào các chị nhá.